Em ba xin chào anh chị bạn nha. Hôm nay chúng ta gặp nhau muộn nha, hôm nay em bận nha. Cho vô đi con. Nhỏ nào mà ở ngoài đưa trước la dữ vậy con? Bữa nay hẹn với ai vậy? Nữ không? Giờ cho nữ vô đi con. Nữ à, mai mốt á đừng có ồn ào trước cửa nhà cô không thích nha. Con tên gì vậy? Ở đây. Con gì? Không, Lan đột biến ở nhà cô không có chồng Lan đột biến nha. Nói chung là Lan đột biến mất tiền lắm, cô không có chồng nha. Còn con tên Lan hả? Ờ con tên Lan. Tại Lan có đột biến chi? Tại tưởng mày bán Lan đột biến ai biết đâu. Sao? Sao vậy? Sao có tên đặc biệt như vậy? Cái Lan đột biến nó mắc tiền lắm mà sao đặt tên kỳ vậy? Hồi nhỏ hả? Hồi nhỏ ba má đi chợ, bỏ nhà. Chơi sao té xuống giếng. Giờ vớt lên. Vớt lên xong rồi nó không có được bình thường lắm. Cho nên tao kêu bằng Lan té giếng. Nhưng mà nhỏ sợ chết tên lớn lấy chồng không được. Nên là sửa thành đột biến cho nó sang chút xíu phải không? Rồi ok. Nói chung cũng có hoàn cảnh à. Rồi. Để cô coi. Sao? Cô đang bấm mày làm gì mày kêu hoài vậy? Gia đình mày 7-8 đời làm lớn tao biết rồi, từ từ đi rồi tao coi. Mày một mình mày dành mày nói hết luôn hả? Chồng mày trai tân tao biết. Từ từ đi, trai tân không trai tân, từ từ tao bấm đi rồi tao biết. Mày sao mày ham quá mày nói cái nữa thôi luôn à. Tính ra mày ăn gian làm dối, mày nói giết mày ăn nói cái gì xà lơ không, mày nói cái gì không khớp cái gì mà mày ngồi nói hoài. Nãy giờ mày vô là mày làm một hơi nói nữa là thầy không coi nha. Mày được con nhỏ nào mướn mày vậy? Mướn mày lên trên mạng chửi người ta, vu oan cho người ta, để á ta người lợi dụng vô cái á mà gọi là đó đột biến của mày đó, với lại cái té giếng của mày đó, người ta lợi dụng mày, người ta mướn mày nói hả, mày hại người ta đúng không? Giờ mày chửi người ta như vậy là nghiệp quật nha. Đã té giếng rồi mà làm như vậy nữa là không bình thường được nha con. Bỏ đi, bỏ bớt cái tật đó đi. Mày cứ nói chồng mày trai tân rồi, tao nói tao nghe một lần là tao biết chồng mày trai tân rồi, mà nó lấy mày rồi sao còn tân nữa mà tân. Mày có mối tình gì 12 năm đó hả? Thôi tao không cần biết đâu, nói chung với chuyện tình của mày, mày bớt nói về chuyện tình của mày lại. Mày tập trung vấn đề chuyên môn là mày cần hỏi cái gì nè. Hỏi sao? Mày lên mạng hoài mà mày không tìm được bóng hồng nào hết hả? Chừng nào mày bớt, chừng nào con bớt cái tái giếng con lại thì sẽ có người thương, đúng không? Bớt ăn nói xà lơ lại, tập trung với chuyên môn vô con. Mình làm cái gì nó ra cái đó, nhất là mình nói chuyện phải uy tín nha con. Mình phụ nữ nè, mình nói cái gì ra cái đó, chẳng hạn như mình nói á, ngày mai cái đó cái như vậy là phải như vậy, còn nếu cái đó nó không như vậy là mình nói xạo. Chẳng hạn như ngày mai mình nói cái nhà kia nó bán mà cái nhà đó kia nó còn y nguyên là con nói xạo. Mà con nói xạo như vậy hoài giết á, là ta nói á, cái độ nặng của con á, độ té giết nặng của con nó nặng thêm chứ nó không bao giờ bớt được, con hiểu không? Bớt nói xàm lại con hiểu không, và bớt hại người ta lại để đứt lại cho con nha con, nghe hiểu không? Như vậy đó mới là phụ nữ tốt. Ok,